review kem trộn làm ở Mỹ nha. Thấy ông xã mình cắt cỏ nắng nôi quá, bây giờ mình sẽ làm kem trộn cho ông xã của mình. Và kem trộn này đảm bảo là bao mập nhưng không bao trắng nha. Ngon quá. Thơm, thơm quá. Kem trộn bao mập. Ngon quá là thơm quá. Nói cho vui chứ đây là kem sầu riêng. Và theo gợi ý của ông xã của mình thì ngày xưa có một cái cô nói là làm kem sầu riêng rất là dễ. Và cô chỉ cần trộn là kem vanilla với lại sầu riêng thôi ha. Bởi vì vanilla cái mùi nó nhẹ nhàng, sầu riêng rất là nồng, nên cái vị của mình ăn á, đảm bảo rất hấp dẫn các bạn. Đối với mình á, món ăn này là thấy là thích thích đó. Nhưng mà cũng hơi lo là ăn nhiều nó sẽ mập. Review kem trộn. Đây, cho tôi review này, cái món này nè. Review kem trộn này. Đó. Và cái kem này thì mình mua ở trên Wee nhé. Là một cái app mua sắm những cái thức ăn của Asian Food nha. Và cái đơn hàng của mình hôm nay là có 2 hộp sầu riêng. Thì sầu riêng này nó đang sale là khoảng 25% ớt. Và mình nhờ các chị ở trên mạng đó chớp qua chớp lại thì mình giảm được thêm 10 đồng nữa. Thì tức là 2 hộp này khoảng 35 đồng, mình giảm 10 đồng thì khoảng còn 25 đồng. Các bạn cũng thử nha, đảm bảo ăn là ghiền nha. Kem sầu riêng mà thật sự nó là kem vanilla thôi. Cái hũ kem vanilla thì mình mua ở trong chợ, hình như là trong chợ xếp quầy ha. Mà cái hũ là 3 đồng 69. Và một cái hộp như thế này là hình như là mình mua còn 17 đồng hơn thì phải. Thì một hộp như thế này thì khui ra có bao nhiêu sầu riêng đây nè các bạn. Nhưng mà cái sầu riêng này mình đảm bảo là ngon. Cái hạt thì cũng nhỏ thôi. À, rất là thơm và đảm bảo chất lượng. Vô kem trộn đây nè. Mấy muỗng ra đi. Hai muỗng. Chồng muỗng, vợ muỗng. Giờ nào coi. Giờ này là 780. Theo ông xã mình mô tả lại thì lúc đó cô tên là cô Hoa ha. Cô nói vui là làm kem sầu riêng rất là dễ. Cô chỉ mua sầu riêng với cô mua kem vanilla về. Cô cho vào máy xay sinh tố. Thì cô xay, cô trộn mịn lại thì cô bỏ vô hộp trở lại. Thì đó là kem sầu riêng của các cô nói. Còn theo mình thì mình thích ăn sầu riêng nó còn cái miếng hơn. Thì mình chỉ dầm sơ sơ một miếng sầu riêng nhỏ vô khoảng 2 muỗng kem thôi. Thì một cái mình ăn thì một chút thôi nha các bạn. Đó. Thì thường thì mình nấu ăn thì thường ông xã mình cũng hay gợi ý nhớ lại ở quá khứ, nào là ba chồng mình nấu như thế nào là người quen, món gì thì mình dựa trên đó và mình cũng tìm ý tưởng để mình nấu ăn thôi. Thường thì ông xã của mình thường cắt cỏ vào lúc 8 giờ sáng nha. Thì độ khoảng 10 giờ thì mình sẽ mang cho ông xã mình một ly nước và để đứng đó rồi nói chuyện giải lao một chút xíu cho ông xã mình nghỉ ngơi một chút xíu thôi. Bây giờ cứ khoảng 2 tuần là ông xã mình bắt đầu cắt cỏ. Và mỗi lần cắt cỏ như vậy là 3 tiếng rưỡi. Ông xã mình nói rằng lúc trước thì 4 tiếng rưỡi, bây giờ càng ngày càng cắt thì có kinh nghiệm, nó chỉ còn 3 tiếng rưỡi. Thì bây giờ đây là mình tiếp thêm năng lượng cho ông xã của mình với một món nước ép, là hôm nay mình ép gồm có là ha, củ dền nè, cà rốt nè, táo nè, khóm và cần tây. Thank you.
mùa hè đã đến rồi. Bây giờ cứ khoảng 2 tuần là ông xã mình bắt đầu cắt cỏ. Và mỗi lần cắt cỏ như vậy là 3 tiếng rưỡi. Ông xã mình nói rằng lúc trước thì 4 tiếng rưỡi, bây giờ càng ngày càng cắt thì có kinh nghiệm, nó chỉ còn 3 tiếng rưỡi. Thì bây giờ đây là mình tiếp thêm năng lượng cho ông xã của mình với một món nước ép, là hôm nay mình ép gồm có là ha, củ dền nè, cà rốt nè, táo nè, khóm và cần tây. Mùa hè đã đến rồi. Bây giờ cứ khoảng 2 tuần là ông xã mình bắt đầu cắt cỏ. Và mỗi lần cắt cỏ như vậy là 3 tiếng rưỡi. Ông xã mình nói rằng lúc trước thì 4 tiếng rưỡi, bây giờ càng ngày càng cắt thì có kinh nghiệm, nó chỉ còn 3 tiếng rưỡi. Thì bây giờ đây là... Đây trời lạnh, không cho các em ra bên ngoài, cho các em ở trong nhà. Tuần sau mới hết lạnh thôi mà. Ở trong đó nó quậy bộ lạnh cũng dữ. Có mỏng cái tay không? Mỏng cái tay là giật mình đó nha. Đây hiền quá, hiền ghê. Một cái mới đẻ.